Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì thả theo yêu cầu của các bạn, mình sẽ làm một video clip chia sẻ tường tận về trải nghiệm của mình về cái quy trình sinh mổ ở Nhật. Thì nói chung đó cũng là một cái kinh nghiệm khá là lâu rồi, mình cũng chưa giờ chia sẻ trên mạng hết. Nhưng mà gần đây thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của các mẹ bầu đang khá là lo lắng. Bởi vì hiện giờ cái tỷ lệ sinh mổ nó đã khá là cao rồi, cứ mỗi ba bé là có một bé sinh mổ. Thì dĩ nhiên có rất là nhiều trường hợp sinh mổ là do bản thân bà mẹ quyết định muốn được sinh mổ để cho đỡ đau chẳng hạn. Thì cái trường hợp đó nó khác với mình rồi. Trong trường hợp của mình là tại vì lúc đó con của mình nó bị ngôi ngược, coi như là đầu nó ở trên bụng, chân nó ở dưới và lúc đó là đã sát, gọi là phút 90 rồi, nên bác sĩ kêu là không đợi được nữa, phải mổ. Thì mình nghĩ cái chuyện mà hỏa may lỡ mà cái trường hợp của mình nó rơi vào cái mà bắt buộc phải mổ mà mình không biết nhiều, không có đủ kiến thức, hoặc là nếu mà mình sống ở Nhật không biết nhiều về tiếng Nhật, có thể là mọi người sẽ rất là lo lắng. Và khi mà mình đẻ con gái đầu của mình thì mình cũng cảm thấy cực kỳ là lo lắng luôn. Vì vậy mình hy vọng là qua video clip ngày hôm nay của mình thì các bạn sẽ có thêm nhiều cái thông tin và mình cũng sẽ có một cái số hình ảnh mình sẽ chia sẻ với các bạn cái đợt đó lúc mà mình đẻ mổ, thì các bạn sẽ biết thêm nhiều hơn và đỡ lo lắng hơn. Thì đợt trước mình làm video dài quá, mọi người coi rất là mệt, hôm nay mình sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là về quy trình và cái trải nghiệm lúc mà mổ thôi. Và phần thứ hai sẽ là về những cái ngày mà nhập viện trong bệnh viện, chăm bé như thế nào, cho bé bú ra sao, thì tường tận nó như thế nào, mình sẽ chia sẻ với các bạn trong phần 2. Thì hôm nay phần 1 là về cái chuyện để mổ thôi. Thì tường tận theo từng chi tiết về cái thứ tự thời gian á, là đầu tiên bác sĩ kiểm tra mình, coi như lúc đó là mình đã rơi vào tuần 38 hay 39 gì đó, là sắp đẻ rồi. Mà con của mình á, thì nó bị ngược ngôi, mà nó mắc cười lắm, nó ngược ngôi hồi tuần thứ 36-37, xong nó xoay trở lại. Thế là bác sĩ rất là yên tâm, nghĩ rằng là mình sẽ đẻ thường. Xong rồi tới phút chót thì nó lại lật ngược, nó lại ngược ngôi nữa. Thế là bác sĩ kêu là thôi không đợi được nữa, để đợi cho nó quay lại. Lỡ như lúc mà đang chờ đợi mà mình mắc đẻ thì nó sẽ nguy hiểm cho mẹ và con, nên bác sĩ quyết định là mổ. Thì ở Nhật thông thường là các bác sĩ mong muốn là khiến giúp cho các bà mẹ đẻ thường. Rất là ít trường hợp mà các bạn có thể xin để được đẻ mổ. Ở đây là khi mà cực chẳng đã thì họ mới chỉ định mổ mà thôi. Thì đầu tiên là bác sĩ quyết định đẻ mổ, sau đó thì bác sĩ sẽ định ngày. Thì ở Nhật nó hơi khác, cũng không hẳn là ở Nhật, chỉ là kinh nghiệm riêng của mình thôi, là cái bệnh viện của mình là không có phải là các bạn có thể xin để chọn được ngày đẹp để đẻ mổ như là ở Việt Nam. Thì mình có hỏi chuyện một số người bạn mà mình biết á, thì nếu như mà các bạn muốn có nhiều cái sự linh hoạt hơn á, thì các bạn nên đến phòng khám hoặc là bệnh viện tư. Còn mình là đi khám và sinh con ở bệnh viện công, thành ra cái sự ưu tiên nó rất là khác. Ở bệnh viện tư hoặc là ở clinic á, thì họ đối đãi với bạn như là một người khách hàng. Còn ở bệnh viện công như nơi mình đi á, thì họ đối đãi với mình như là một bệnh nhân. Thành ra cái sự ưu tiên của họ là làm sao mà tiện lợi nhất, an toàn nhất cho mẹ và bé thôi. Thành ra có rất là nhiều chuyện nhỏ nhặt mà mình nghe từ các bạn mà xin ở bệnh viện tư á, thì có thể xin phép bác sĩ được. Ví dụ như là mặc dù Covid mà vẫn xin cho chồng vào coi như là chung phòng với vợ lúc mổ, bác sĩ mình thì không cho. Hoặc là có thể quay phim chụp ảnh lúc mổ thì bác sĩ mình thì không cho. Thì họ có lý do của họ hết. Thì trong lúc mà mình được thông báo là sẽ đẻ mổ thì mình cũng có hỏi bác sĩ là có chọn được ngày hay không. Tại vì lúc đó là tháng 11, mình rất là muốn sinh vào ngày 20 tháng 11 vì mình nghĩ rằng là ngày đó đẹp, ngày nhà giáo Việt Nam. Xong rồi bác sĩ kêu là không, tại vì ngày hôm đó là mổ của bác sĩ kín hết rồi, nên bác sĩ chỉ định là mổ vào ngày 19. Thì sau khi mà quyết định hết tất cả mọi thứ là mổ ngày nào, xong rồi thông báo cho mình là ví dụ như lúc mổ là sẽ làm những cái gì. Sau lúc đó có gọi chồng mình vào để nghe, để hiểu được là cái việc mổ nó như thế nào. Thì cái ngôn ngữ mà bác sĩ dùng rất là dễ hiểu, cả chồng mình và mình đều không giỏi tiếng Nhật, và đặc biệt là không giỏi tiếng Nhật chuyên ngành để có thể hiểu được. Thì bác sĩ tả rất là đơn giản và có hình ảnh
Có hình ảnh trên sách, có hình ảnh trên máy tính của bác sĩ xoay ra cho mình coi, thành ra mình cảm thấy là rất là yên tâm, không có kiểu mà mù mờ không biết là mình sẽ rơi vào tay ai làm việc gì. Thì bác sĩ chia sẻ một số thông tin đơn giản, ví dụ như là nếu đã chỉ định mổ thì bác sĩ sẽ mổ một lần ngang bên dưới cái đường mặt quần lót của mình, thành ra nó sẽ rất là kín và cái vết mổ của mình nó khá là nhỏ, chắc là tầm khoảng 10 cm thôi. Nên nó không có kiểu mà xấu về mặt thẩm mỹ. Rồi bác sĩ nói rằng là nếu như mà mổ mà không tính toán lên kế hoạch từ trước á, thí dụ như là lúc mà mình đang nặng đẻ mà em bé bị thiếu oxy chẳng hạn, hoặc là rặng đẻ lâu quá không đẻ được á, thì bác sĩ phải chỉ định mổ liền á, thì những cái mổ cấp như vậy thường là bác sĩ sẽ cắt dọc, mổ dọc. Khi mổ dọc như vậy sẽ để lại sẹo xấu và rất là có nguy cơ là sẹo nó sẽ lồi lên. Thì bác sĩ chia sẻ cho mình một số thông tin như vậy. Rồi lúc mà mổ thì mình sẽ được gây tê coi như là từ từ dưới bụng ngực nè trở xuống là không cảm giác gì hết, còn tay chân đầu thì cảm giác được và mình rất là tỉnh táo. Thì bác sĩ khuyên rằng là như vậy là tốt nhất cho em bé, bởi vì khi mà thường mẹ ngủ là bào thai bên trong bụng mình cũng ngủ, thì lúc mà cắt bụng mở ra đưa em bé ra ngoài thế giới thì em bé sẽ bị sốc. Bởi vì đang ngủ không biết chuyện gì xảy ra, đang ở trong một môi trường có nước ối ấm áp an toàn thì bỗng nhiên ùa ra một cái thế giới khác á, thì như vậy là tạo một cú sốc nó hơi chấn động cho em bé thì nó không tốt. Nên bác sĩ khuyên là tốt nhất là người mẹ nên tỉnh táo khi mà được mổ. Thì bác sĩ diễn đạt là tại sao không kiểu mà gọi là tiêm thuốc mê luôn mà chỉ tiêm thuốc tê đó, thì mình được bác sĩ chu cấp rất là đầy đủ thông tin và hỏi mình là có câu hỏi gì không, rồi chồng mình có câu hỏi gì không. Thì lúc đó nói chung là tụi mình khá là tin tưởng về bác sĩ này, tại vì mình khám rồi quyết định sinh ở bệnh viện này từ đầu đến cuối luôn, nên mình cực kỳ tin tưởng chú bác sĩ này, mình rất là ok, sẵn sàng mổ luôn, không có lo lắng gì hết. Chủ yếu là người nhà của mình ở Việt Nam thì cực kỳ lo lắng luôn, bởi vì ở Việt Nam thì cứ suy nghĩ rằng là đẻ mổ không tốt rồi sẽ gây biến chứng rồi sẽ đau lưng đủ thứ hết. Nhưng mà thật sự là cái trải nghiệm của mình rất là suôn sẻ, mình rất là hạnh phúc, không hề coi như là mình đã mổ được 3 năm rồi, Mina bước sang năm thứ ba, mình không có hề bị đau lưng hay là có biến chứng gì sau mổ hết. Thành ra các bạn nếu mà lỡ mà phải để mổ thì cũng đừng quá lo lắng. Đó là thật ra một trải nghiệm rất là thú vị và không có đau như là mọi người thường nghĩ đâu, nên đừng quá lo lắng. Đó là xong cái chuyện mà mình được thông thông tin đầy đủ về chuyện mổ. Xong rồi trước mổ một ngày là ngày 18, thì lúc đó mà bác sĩ sẽ chỉ định cho mình nhập viện, thì sẽ ký một cái giấy, chắc là mình còn hình để mình cho các bạn xem cái giấy đó. Thì ký một cái giấy là giấy nhập viện vì lý do là để mổ kiểu vậy. Lý do mà vào bệnh viện một ngày trước đó là để họ kiểm soát được ăn uống của mình. Thì buổi trưa mình vẫn ăn bình thường, sau đó thì họ sẽ cho mình cái tờ giấy là từ mấy giờ là không được ăn nữa, từ mấy giờ là không được uống nữa. Bởi vì ngày hôm sau mổ là trong bụng phải không có gì hết, nếu mà trong bụng có thức ăn thì khi mổ nó dễ trào lên, chèn vào khí quản của mình hoặc là rơi vào phổi của mình, rất là nguy hiểm trong quá trình mổ, nên họ phải kiểm soát không cho mình ăn, không cho mình uống. Xong rồi thì họ sẽ đi dây, một cái dây vào trong tay mình như thế này. Thì cái dây này sau này sẽ là khi mình mới mổ xong thì mình vẫn chưa ăn lại được liền thì họ sẽ bơm những cái dưỡng chất, bơm nước biển cho mình, các thể loại như vậy. Đó thì tim coi như là đặt sẵn một cái kim tiêm vào trong tay luôn. Mới đầu mình rất là sợ đặt kim tiêm xong rồi mình cứ ngồi mình lật tay qua lật tay lại như vậy, kiểu hơi ghê, nhưng mà thật ra không hề có cảm giác gì đặc biệt gì ở trong này hết á. Người ta dán nó rất là kín, rất là chặt, xong rồi mình không có hề cảm thấy cái kim ở bên trong khó chịu hay gì cả. Và lại lúc đó cái tâm lý của mình là rất là nôn nao đợi con, nên không có quá lo lắng gì hết. Đó là ngày 18. Xong rồi sang ngày 19 á, thì bắt đầu buổi sáng thì bác sĩ sẽ cho mình gặp cái người bác sĩ chuyên gây tê. Thì người bác sĩ đó sẽ giới thiệu cho mình là thí dụ như gây tê thì mình sẽ mất cảm giác từ đâu đến đâu, xong rồi quá trình mổ sẽ diễn ra khoảng bao lâu. Thì thường là tầm khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Lúc mà lấy em bé ra thì rất là nhanh, chỉ tầm khoảng 10-15 phút thôi. Sau đó thì cái quãng thời gian còn lại là quãng thời gian bác sĩ lấy nhau thai ra, rồi làm sạch tử cung của mình,
xong rồi khâu lại cho đẹp. Thì cái khoảng thời gian đó nó lâu hơn hẳn luôn, thì mình được diễn giải, giải thích, cung cấp thông tin về cái khoảng thời gian đó như thế nào. Rồi sau khi mà nói chuyện với bác sĩ gây tê xong á, thì bác sĩ chính của mình á, cái người mà khám mình xuyên suốt khoảng thời gian mà mình bầu á, thì sẽ siêu âm em bé lại một lần nữa, coi em bé nặng khoảng bao nhiêu ký, rồi có thay đổi tư thế vị trí gì hay không, kiểu như vậy. Sau đó thì bắt đầu mình được hướng dẫn cho là giống như là buộc tóc cho gọn lại, thì mình lúc đó mình buộc tóc hai bím. Xong rồi người ta dặn mình những cái như là không nên trang điểm, để bác sĩ có thể quan sát được cái mặt mộc của mình như thế nào, có thay đổi như thế nào trong quá trình mổ, thì nó rất là quan trọng. Xong rồi mình sẽ mặc áo, mà áo gọi là áo áo bệnh nhân đi vào mổ, thì ở nguyên cái phần phía sau này nó hở ra, mình đi vào trong phòng mổ thì các y tá rất là dễ thương, đi theo mình nói chuyện liên tục và để cho mình không có bị stress á. Xong rồi vào đó thì mình sẽ ngồi nghiêng qua cho người ta đưa gọi là tiêm tiêm thuốc gây tê vào tủy sống. Thì ban đầu mình rất là sợ hồi lúc đó mình không có biết là cái cây tiêm nó to như thế nào. Sau này mình lên mình search Google mình cũng nhìn thấy cây tiêm cũng hơi sợ, nhưng mà lúc đó thì không có thấy gì hết, coi như là họ che mà mình đi mình cũng không biết nó cảm giác như thế nào. Xong rồi cái bác sĩ kêu là sẽ đau một chút đó, xong mình cảm thấy nó hơi thốn thốn một tí, xong cái bác sĩ kêu là thuốc sẽ vào. Thì mình cảm nhận được nha, là một cái luồng nước hay một luồng hơi gì đó nó chạy từ xương sống xuống dưới chân mình, là lúc đó mình cảm nhận được rất là rõ. Xong ngay sau đó là tự nhiên mình không có cảm nhận được, không phải là hoàn toàn không cảm nhận được chân mình, mà cảm giác giống như là khi mà bạn bị tê chân vậy, khi mà bạn chèn chân bạn lâu quá, cái tự nhiên bạn thấy tê tê, sau bạn nhấc chân lên mà không không cảm nhận được á. Đó thì lúc đó là bác sĩ cầm y tá đồ cầm hai cái chân của mình thảy lên bàn cầm để lên bàn nhìn nè, mình coi như là cảm giác như đó là hai cục thịt nào đó rời khỏi thân người của mình, chứ không phải là cái chân mà dính liền với người mình nữa. Cái cảm giác kỳ lắm. Xong sau đó thì bác sĩ sẽ dùng cây bút á hơi đụng đụng vào trong cái đầu ngón chân của mình, xong rồi hỏi mình có cảm nhận được hay không, kiểu như vậy. Thì mình không có thấy gì hết. Đó là bắt đầu ổn xong mình nằm lên trên bàn mổ. Thì một cái chuyện rất là thú vị là mình coi phim ảnh hay thấy là người ta mổ là tay chân người ta hoạt động thoải mái, xong rồi chửi chồng, xong rồi nói chuyện với bác sĩ, xong rồi kiểu emotional các thể loại. Nhưng mà thật ra trong lúc mổ là tay của mình bị trói lại gọi là trói lại thôi, nhưng mà ra không phải là kiểu xích mình lại, mà là nó có một cái dây da buộc rất là lỏng lẻo thôi, mình vẫn có thể hoạt động được như thế này. Nhưng mà họ giải thích cho mình là để khi mà mình nhiều khi mình sợ quá, hoặc là mình hồi hộp quá, hoặc là khi mà con ra đời mình phấn khích quá, nhiều khi mình quơ 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 tay gì nè mà nó vào trong cái khu vực mà bác sĩ đang mổ cho mình á, thì bị nhiễm trùng, hoặc là nhiều khi đổ đồ đổ đạc đồ này kia, nó rất là nguy hiểm cho bản thân mình. Vì vậy nên tay của mình còn được giữ yên một cái vị trí như thế này đó. Thì họ họ kiểu như là trói tay của mình, nhưng mà họ sẽ liên tục hỏi mình là có thoải mái hay không, có muốn nới lỏng dây hay không. Mình thì rất là sướng, kiểu có nằm phơi ra vậy không đau không gì hết, mà nên mình cũng đâu có đòi hỏi gì. Mình cứ ok chị cũng được hết, nguyên buổi đó là mình chỉ có nói đại trời đại trời chỉ vậy thôi. Xong rồi khi mà bác sĩ bắt đầu mổ thì mình cảm nhận được là họ chạm vào người mình, nhưng mà không có cảm thấy đau thôi, tức là cảm nhận chạm vào người mình. Khi mà cắt mổ ra xong á, thì họ dùng biện pháp đốt cái mạch máu để ngừng máu chảy ra. Thì buồn cười lắm, lúc mà họ bắt đầu đốt á, là mình nghe mùi yakiniku, mình nghe mùi thịt nướng. Rồi lúc đó mình có buồn cười, mình cứ suy nghĩ trong lòng là liệu có khi nào mà tại vì mình bị bỏ đói nguyên buổi chiều ngày hôm qua nên mình ngửi thấy mùi thịt nướng hay không. Cứ mỗi lần bác sĩ đốt một cái nhánh mạch máu hay gì đó là bắt đầu mình ngửi thấy mùi thịt nướng nghe nó nghe rất là buồn cười. Nhưng mà nói chung thì mình cũng là động vật như bò như heo thôi, mình ăn thịt nướng mùi sao thì cái người mình thịt mỡ của mình bị nướng lên nó mùi y chang như vậy đó, mình cảm thấy rất là mắc cười. Xong rồi khi mà bác sĩ mổ đến lớp mà tử cung á, khi mà lấy được em bé ra thì nó rất là dữ dội, nó không phải nhẹ nhàng giống trong phim mà các bạn thấy là bác sĩ đưa tay vào rồi lấy em bé ra liền như vậy đâu. Cái vết mổ thì nó rất là nhỏ em bé thì con của mình nằm gục mà chân nó trước đầu nó sau, bác sĩ lay mình như là một cục thịt,
ở trên giường mình cảm thấy người của mình nó sóng sánh gì nè, họ lay rất là mạnh luôn, họ xong rồi lôi em bé ra. Lúc đó mình cảm thấy rất là mắc cười. Y tá thì cứ hỏi mình là có ok hay không, y tá diễn giải cho mình là bác sĩ hiện giờ đang lấy em bé ra nên phải dũ thật là mạnh. Thì mình kêu là không sao, mình không có cảm thấy đau, thì mình biết là nó xảy ra như vậy thôi, nhưng mà không thấy đau nên cũng không có lo lắng gì hết. Thì giữa mình với bác sĩ có một cái tấm màn chặn ngay ngực luôn, thành ra mình cũng không có thấy được cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng mình cảm nhận được đó. Thì mình thấy rất là ok, không hề cảm thấy sợ hãi hay là mệt mỏi hay gì hết. Thì lúc mà con mình ra thì bác sĩ lau chùi cho nó xong đưa lại cho mình, thì lúc đó bác sĩ có tháo cái trói tay ra để cho mình được rờ con, nhưng mà mình không được ẵm con. Thì mình ẵm con lên người thì nó lại đụng vào trong cái màng, nếu như là có nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực bác sĩ đang mổ thì họ muốn là họ có thể tập trung làm. Chính vì vậy nên mình không được phép quay phim chụp hình trong lúc mà mổ, bởi vì bác sĩ muốn là tập trung hết mình, không có bị sao nhãng bởi cái gì hết, chỉ để giúp mẹ con của mình trải qua cái chuyện mổ an toàn nhất có thể. Đó, thì mình đựng con một xíu xong rồi bác sĩ sẽ đưa con ra cho chồng mình coi mặt. Thì bắt đầu từ lúc đó là bác sĩ sẽ lấy nhau thai ra, rồi coi như là lau dọn tử cung của mình, xong rồi khâu lại, khâu rất là lâu luôn, cũng như là bác sĩ gán làm cho nó đẹp á. Thì rất là lâu, thì cái khoảng thời gian nó chờ lâu quá thì mình rất là mệt. Lúc đó không hiểu tại sao, lúc mà mình mất đi cái adrenaline lúc mà con ra đời rồi á, thì lúc đó ngồi đợi cả nửa tiếng ngủ không biết làm gì, xong cảm thấy rất là mệt. Xong cái tự nhiên lúc đó mình cảm thấy là nhịp tim của mình lên rất là nhanh. Lúc mà trước khi mổ nhịp tim của mình cực kỳ thấp luôn, có 60 mấy, 70 mấy à. Xong một lát hồi lúc mổ thì phấn khích đã khoảng 9 mấy, chờ chán rồi bắt đầu tự nhiên không hiểu sao nhịp tim của mình tăng nhanh lên 120 hay gì đó. Xong cái bác sĩ kêu là có thể là do nhiệt độ trong phòng ngồi nãy giờ bắt đầu cảm thấy là nó nóng quá chẳng hạn, cái bác sĩ bắt đầu mở quạt cho mình thì cái đoạn về sau khi mà đã không còn con ở bên cạnh để mình phấn khích nữa rồi á, thì lúc đó mình khá là chán, mình chỉ mong trời ơi nhanh lên, khâu lẹ lẹ lên để được đi ra ngoài, kiểu như vậy thôi. Sau đó thì mình được đi ra ngoài, thì bác sĩ phát cho mình một cái không biết tả làm sao, nó giống như là cái ống bóp, nhấn một cái nút á thì nó sẽ đưa thuốc giảm đau vào trong lưng của mình. Và họ đã tính toán liều lượng và loại thuốc giảm đau không gây hại cho mình, không gây hại cho em bé, không gây hại cho nguồn sữa để mình cho con bú. Thành ra hả, cho mình tự bấm luôn. Bác sĩ kêu là cứ thấy đau thì bấm hoặc là thích thì bấm thôi. Thì ban đầu mình đâu có biết là sắp tới mình sẽ đau đến cái nào đâu, nên mình cứ ngồi bấm 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 bấm, bấm liên tục cho chắc ăn. Sau đó mình về phòng thì người ta đẩy mình về, tại vì nguyên chân tay mình đâu có cảm giác được gì đâu. Mình về phòng thì lúc đó mình cảm thấy nó hơi đau, nhưng mà cái đau đó không phải là đau ở vết mổ. Mình cứ nói chứ ủa tại sao mình lại cảm thấy đau, mình mổ có thuốc tê hết mà, rồi còn có cả thuốc giảm đau, bây giờ mình bấm vào nữa không hiểu tại sao nó đau. Sau đó thì mình mới nhận ra rằng á, là cho dù bạn đẻ mổ hay đẻ thừa á, thì tử cung của bạn vẫn co bóp để đẩy hết cái niêm mạc xuống. Nó đau y chang như đau bụng kinh vậy. Tức là khi mà đau bụng kinh á, là tử cung nó tưởng có em bé nó phát triển niêm mạc, xong rồi một tháng sau biết không có em bé thì nó chảy xuống thành kinh nguyệt, đúng không? Thì mình cảm thấy đau bụng khi mà tử cung co bóp cái đó. Thì sau 9 tháng các bạn có bầu thì nó chỉ là cái lớp niêm mạc dày lên 9 tháng trời, nên nó rất là lâu, bóp rất là đau. Thì lúc đó tự nhiên hả, mình cảm thấy bụng mình hết, mình đau ơi là đau. Xong mình nói chứ trời ơi sao tự nhiên mình có thuốc tê rồi có thuốc giảm đau mà mình vẫn đau, mình không hiểu được lý do. Thì lúc đó mình lúc mà đi đẻ mình có mang theo Cairo, cái cục mà làm ấm á, tại lúc đó tháng 11 mình cũng mang trước cho chắc ăn, chứ thật ra mình không phải là mang vì mục đích giảm đau kinh nguyệt, nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Mình lấy Cairo mình xé ra 2 miếng, một miếng mình để sau lưng, một miếng mình để ngay trên bụng, mình không có để sát vô cái vết mổ, mình chỉ để trên bụng thôi. Vậy mà một lát hồi tầm khoảng 15 phút mình cảm thấy nó đỡ đau y chang như là lúc bạn đau bụng kinh mà bạn chườm bình nước ấm vậy đó. Lúc đó mình cảm thấy đỡ hẳn luôn. Xong rồi y tá vào thì lúc đó mình hơi hơi sốt một tí xíu, thế là y tá cho mình một cái viên thuốc giảm sốt. Xong thì y tá bưng con vô cho mình, xong rồi chụp hình cho 2 mẹ con. Thì cái lúc mà trước khi các bạn sinh á thì thường á
bệnh viện sẽ cho các bạn một cái trò gọi là ba sự plan, là boss plan, là giống như là kế hoạch sinh của bạn như thế nào. Thì trong đây họ sẽ ghi rất là rõ những cái, ví dụ như là bạn có muốn được chụp hình hay không, xong rồi bạn có muốn được nhìn thấy nhau thai của bạn hay không. Thì họ ghi rõ rằng là họ sẽ cố gắng hết sức để chiều theo yêu cầu của mình, nhưng mà sẽ có những cái họ không làm được. Ví dụ như quay phim trong lúc mà phẫu thuật là họ sẽ không làm, bởi vì điều đó làm sao những bác sĩ họ muốn là phải yên lặng nhất có thể. Nhưng mà nếu như mà trong phòng của mình mà mình muốn có âm nhạc nè, hoặc là muốn có aroma, muốn có một cái mùi thơm, ví dụ như là từ tinh dầu đó, là họ có thể chuẩn bị cho mình. Xong rồi chụp hình với con là họ có thể chụp sau khi mà đẻ mổ, vì vậy nên mình có yêu cầu đó thì y tá vô chụp hình cho mình được mấy tấm rất là dễ thương. Rồi họ có hỏi mình là mình quyết định muốn cho con bú bằng sữa mẹ hay là cho bú bằng sữa bình, thì họ sẽ chuẩn bị sữa bình cho mình nếu mà mình chỉ muốn dùng sữa bình thôi. Thì trường hợp của mình là mình muốn dùng cả sữa mẹ lẫn sữa bình đó. Thì mỗi ngày sẽ có y tá vô chỉ mình cách bú, cho con bú sữa và massage ngực dùm cho mình, thì lúc rất là happy. Đó, thì cái moment, cái giây phút mà mình ôm con trong lòng xong mình cảm thấy là không hề mệt mỏi, không hề, coi như là đẻ mổ giống như là một cái giống như là cheating vậy, giống như là lẽ ra đẻ thường thì rất là đau đúng không, nhưng mà vì mình đẻ mổ mình không có bị đau gì hết. Xong rồi con ra nhanh chóng, xong rồi họ nói chung là hai mẹ con ở trong bệnh viện nhau rất là vui, mỗi ngày kiểu không có mệt tại vì có y tá chăm con cho rất là khỏe luôn. Thì cái trải nghiệm lúc mà mình sinh mổ nó cực kỳ suôn sẻ, khác hẳn với là những gì mà mình đã tưởng tượng trong đầu, vậy nên mình rất là happy. Đó thì sơ sơ như vậy, nói khá là dài dòng nhưng mà đó là tường tận cái trải nghiệm hết sức là cụ thể luôn của mình về cái đợt mà đẻ mổ đó. Sau đó thì phần tiếp theo của cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn là những ngày ở trong bệnh viện nhập viện thì nó sẽ như thế nào. Thì ở Nhật nhập viện đẻ mổ tới 7 ngày lận, nếu mà đẻ thường thì 5 ngày, đẻ mổ 7 ngày. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tường tận là mỗi ngày có những cái chuyện gì xảy ra. Ok, các bạn đón xem phần 2 nha. Bye bye mọi người.